Trời hừng sáng, trời vừa hừng sáng, trời vừa hừng sáng. Hai người phụ nữ đã đi đến mộ, nơi an táng Chúa. Kìa thiên sứ đến báo tin vui, Chúa đã sống lại. Chúa sống lại rồi, Chúa sống lại rồi. Chúa đã sống lại như lời đã hứa, như lời tiên tri loan báo. Người đã chết đi, chuộc tội nhân gian và chiến thắng khai hoàn. Ôi vinh quang, ôi đáng sáng, hoàn tên của Giê-xu. Cho chúng tôi nghe, hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy sự gì nơi huyệt mộ vắng.